Phước Yên TV. Bến đò Đình Bình Đông hay còn gọi là Đình Ông. Đây là bến đò đi từ đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8 đi qua Đình Bình Đông. Hôm nay Phước Yên giới thiệu đến bà con hai hướng đi viếng Đình Bình Đông bằng đường thủy và đường bộ. Bến đò Đình Bình Đông gần với ngã ba phía trước là ngã ba đường Lưu Hữu Phước và đường Lương Văn Can. Khu vực bến đò Đình Bình Đông tại đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Đây là hướng đi bằng đường thủy từ đường Lưu Hữu Phước đi qua kênh Đôi. Đến bên kia sông là cầu Bà Tàng, đi qua cầu Bà Tàng vào rạch Bà Lớn, đi qua Đình Bình Đông. Do Đình Bình Đông hiện nay đã có cầu đi qua nên bà con đi viếng Đình Bình Đông chủ yếu đi bằng đường bộ. Khu vực ngã ba đường Lương Văn Can và đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Phía bên kia sông là thuộc địa phận phường 6, quận 8. Đây là khu vực ngay dốc cầu Bà Tàng thuộc phường 6, quận 8. Cầu Bà Tàng tọa lạc trên đường Phạm Thế Hiệp. Nhìn phía trước, phía bên trái có bảng để Đình Bình Đông. Đây cũng là hướng đi vào Đình Bình Đông. Hướng đi này là hướng đi bằng đường bộ. Từ vị trí này đi vào Đình Bình Đông khoảng 300m. Đi bằng xe máy hoặc xe ô tô đều vào được. Đứng trên cầu Bà Tàng, nhìn qua bên kia kênh Đôi là đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Nhìn xa xa, phía bên kia bờ kênh là bến đò Đình Bình Đông, đi bằng đường thủy qua Đình Bình Đông. Đây là hướng đi bằng đường thủy là nhánh của kênh Đôi để đi vào Đình Bình Đông. Khu vực điểm giữ xe để đi vào Đình Bình Đông. Phía trước là cây cầu để đi vào Đình Bình Đông. Trước đây không có cây cầu này nên chỉ đi được bằng đường thủy. Cây cầu này có tên là cầu Bình Đông, ngay dốc cầu có chỗ bán chim phóng sinh, một con 7.000 đồng. Ngay dốc cầu có bảng ghi nơi tôn nghiêm cấm tụ tập mua bán. Phía trước có bảng ghi Đình Bình Đông, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Phía dưới có bảng ghi cầu đi bộ. Nơi tôn nghiêm yêu cầu quý khách không chạy xe qua cầu. Dọc theo cầu đi bộ, treo lồng đèn, trồng nhiều cây xanh, bông hoa nhìn rất đẹp. Trồng chủ yếu là hoa giấy, hoa sử quân tử. Cây cầu này được khánh thành vào cuối năm 2017, từ đó người dân không còn phải đi qua đò nữa.
Đứng trên cầu đi bộ, ngắm phong cảnh rạch Bà Lớn xung quanh đền Bình Đông nhìn rất đẹp. Phía trước là đền Bình Đông bên rạch Bà Lớn. Phía dưới cầu đi bộ có một ngôi miếu. Đây là hướng rạch Bà Lớn đi ra cầu Bà Tàng. Phong cảnh nơi đây vừa đẹp vừa tĩnh lặng. Đình Bình Đông được xây dựng trước năm 1853, nằm trên một cù lao rộng gần 2 hecta giữa dòng rạch Bà Lớn. Đền Bình Đông mở cửa từ 7 giờ sáng đến 18 giờ chiều. Bây giờ Phước Yên đi vào bên trong giếng đền Bình Đông. Toàn cảnh khuôn viên đền Bình Đông tại khu vực cầu đi bộ vừa đi vào. Đền Bình Đông được xây dựng trên cù lao Bà Tàng. Hiện chưa rõ năm xây dựng, nhưng từ năm 1853, ngôi đền đã được sắc phong của vua Tự Đức. Bên góc phải khuôn viên là miếu ông Tà. Bà con đến đây cúng bái và xin sâm. Trước đây, khi mới xây dựng ngôi đền, chỉ là ngôi nhà lá cho người dân đến hội họp và cúng bái. Đến năm 1922, ngôi đền đã được trùng tu bằng mái ngói, vách gán, cột kèo gỗ theo dạng đình Nam Bộ. Đây là khu vực đốt chân nhang đồ cúng tại đây. Năm 1968, đền Bình Đông bị phá hủy nặng nề do chiến tranh. Sau nhiều lần trùng tu, đến năm 1991, đền được xây dựng lại với kết cấu bê tông cốt sắt, nhưng kiến trúc tổng thể vẫn giữ nguyên. Đây là khu vực phía trước khu chánh điện là nhà võ ca. Đây là nơi diễn ra các hoạt động văn nghệ trong các dịp lễ hội. Đây là khu vực chánh điện. Chánh điện nằm ở giữa, hai bên có Đông Lan và Tây Lan. Phía trước cửa chánh điện có ghi 1993. Bên trong khu chánh điện, trống đặt bên trái, chuông đặt bên phải và những thanh kiếm đặt hai bên. Chánh điện dù đã được xây dựng lại nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc truyền thống
với các gian thờ hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng. Ngay bàn thờ ở giữa khu chánh điện, ở phía bên trên có ghi chữ Hội chùa Nghĩa Nhuận Phụng Cúng năm Kỷ Dậu năm 1969. Trong chánh điện có hai ông hổ hai bên cần người sửa chữa phục chế. Phía trên có bảng ghi yêu cầu bá tánh đừng mang nhang vào trong chánh điện. Ở hai bên chánh điện là hình tượng hai con ngựa đen trắng, biểu tượng cho sự uy linh, tôn nghiêm và tính cân xứng. Mỗi ngày, đền Bình Đông đều có người dân du khách tới tham quan cúng bái. Lễ hội lớn nhất là lễ Kỳ Yên được tổ chức vào ngày 12-13 tháng 2 âm lịch, thu hút đông đảo bà con trong khu vực và các tỉnh miền Tây tham dự. Đây là khu vực phía bên trong khu chánh điện. Ở cửa phía bên ngoài trưng bày hai hàng kiếm hai bên, một bên trống, một bên chuông, và ở phía bên trong chánh điện cũng vậy. Bàn thờ phía bên trái trong khu chánh điện là Hữu Bang. Bàn thờ phía bên phải trong khu chánh điện là Tả Bang. Đây là bàn thờ ở giữa khu chánh điện. Bà con thường vào nơi đây để xin sâm cầu nguyện. Phía trước có tấm bia ghi Di tích lịch sử quốc gia Đền Bình Đông, Cù Lao Bà Tàng, phường 7, quận 8. Quyết định xếp hạng của Bộ Văn hóa Thông tin số 2890/VHQD ngày 27 tháng 9 năm 1997. Phía sau tấm bia là tượng ông hổ. Tại các ngôi đình thường thờ tượng ông hổ trước đình. Dưới tượng có ghi không cắm nhang vào miệng ông hổ. Phía trước là nhà Nghĩa Từ, ở trên có ghi 1974. Phía sau nơi thờ tượng ông hổ là nơi thờ tượng hai ông ngựa. Tiếp theo là tượng chim hạt đá đứng trên lưng rùa đá. Ý nghĩa hướng con người ta tới những điều thiện để cuộc sống tốt đẹp hơn. Bên trong ngôi nhà Nghĩa Từ, đây là nơi tổ chức hội họp ăn uống. Tại đây có ghi bản địa chỉ 2491-25 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8.
nơi trang trí bánh tét bánh chưng đón Tết năm 2024. Phía trước là nhà truyền thống nguyên Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Phía dưới tượng có ghi năm sinh năm mất của Chủ tịch 1888-1980. Phía trước căn nhà truyền thống của nguyên Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tại nhà truyền thống trưng bày hình ảnh hoạt động của nguyên Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Từ năm 1925, khi từ nước ngoài trở về, Chủ tịch chọn ngôi đình là cơ sở hoạt động cách mạng bí mật. Ngũ hành miếu phía trước cửa có ghi 1996. Bên trong ngũ hành miếu thờ năm mẹ ngũ hành, người dân thường đến đây chiêm bái và cầu nguyện. Năm mẹ ngũ hành là năm vị thần đại diện cho năm yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Việc thờ năm mẹ ngũ hành xuất phát từ đặc điểm của nước ta là đất nước có nền nông nghiệp lúa nước đặc biệt phát triển, với mong cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no thịnh vượng. Người dân đã hình tượng hóa và tin thờ năm mẹ ngũ hành. Đây là nơi dùng để đốt chân nhang và đồ cúng. Trong đền Bình Đông cũng có nơi cho bà con ăn uống, bún riêu chay, bún xào chay. Đây là nơi bán cá và chim phóng sanh. Đây là cổng tam quan của đền Bình Đông. Các cổng tam quan của đền Bình Đông đều hướng ra bờ sông. Người dân thường mua cá ra bờ sông để phóng sanh. Cầm mấy bịch lên con. Thằng nào nào ướt đó, đó lụm lên đi. Những chú bồ câu đậu trên cổng tam quan. Ừ. Đậu nguyên xô xuống đừng ấy vậy nó hết nhớ nó chết từ nghiệp đó. Ông nói bạn nói phải sống phóng mà nó chết nó mang tội á. Phước Yên đã giới thiệu đến bà con cô bác đình Bình Đông. Phước Yên xin dừng video tại đây. Bà con cô bác yêu mến kênh Phước Yên TV, vui lòng đăng ký và nhấn chuông để xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Đem trả cho dì mấy cái xô đi. Bà đó. Ủa, cái bà không biết bà nào cũng được hả? Dạ. Con biết mà. Cái bà sắc không? Em biết. Vậy mấy bà xài chung à? Đó, mấy bà là của chung hả? Dạ. Mấy bà là cái xô con biết hả? Biết, con nhìn cái xô. Dạ. Con không giải gì nha con. Dạ. Cảm ơn con.